Dạ con chào ông. Mày đưa dao qua đây. Chúng tao sao? Dạ. Rồi hai móm kia mày tới đây làm gì? Dạ bẩm ông. Dạ anh hai móm con ông nói tưởng đâu ông kêu qua đây làm có chuyện gì lớn lắm. À về kêu qua nấu có năm mâm. Cái chuyện đó đâu có tới tay ổng làm chi cho nó mệt. Cho nên ổng sai con qua đây để làm thế ổng. Được, ai nấu cũng được, miễn đủ mâm cho tao là được. Dạ, rồi mày mang cái gì tới mày nấu đâu? Dạ thịt. Trời ơi, có chút xíu này nấu 5 mâm hả? Trời đất ơi, không có miếng thịt nào mà ta còn nấu được 5 mâm. Còn con có miếng thịt này nè, nấu bao nhiêu mâm mà không được. Rồi thịt này mày lấy ở đâu vậy? Không nói dấu gì ông, thịt heo này nè, con đi săn ở trong rừng U Minh á, bắt được con heo cách đây 3 năm rồi. Trời ơi. Mà con ăn 3 năm rồi đó mà chưa có hết á. Heo mà mày để 3 năm rồi mà chưa hết mà còn miếng này. Dạ thưa ông, đặc biệt con heo này đó là con heo tổ. Nó sống ở trong rừng đó là 8.000 năm rồi. Trời ơi. Đó, thành thử con bắt được nó đó là để dành ăn hoài vậy đó. Ông thấy miếng thịt bay lớn vậy chứ con nấu ra một cái nó nở ra bay lớn vậy nè. Trời ơi, thịt heo làm gì nở vậy, khủng khiếp gì. Heo tổ mà. Rồi thôi được rồi, miễn sao mày nấu được thôi. Dạ nhưng mà con có điều kiện này nha. Điều kiện gì? Bây giờ trước khi con nấu á là ông không có được quyền xuống bếp nha. Với mọi người trong nhà này nè, ông phải dặn trước là phải phụ với con sai cái gì là phải làm y như con, không có được quyền cãi à. Được. Mày đâu? Dạ. Nghe ông nói nè. Đó, thằng Ba Phi mà nói sai con cái gì, con nhớ làm theo nó nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Tại vì thưa ông, con đi xuống bếp. Ừ. Dạ. Đường này hả ông? Ừ. Trời ơi, cái mặt mày như vậy mà mày nấu 5 mâm. Tao không tin luôn đó Ba Phi. Trời ơi, không biết nó nấu bằng cách nào. Không biết nó nấu xong chưa. Sốt ruột muốn chết luôn. À, gì vậy con? Dạ 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 ông ơi. Bây sao? Giờ cái giò heo á, bây giờ mình hầm hay là mình luộc không? Hầm đi. À, dạ dạ dạ. Trời ơi, con heo tập này ghê vậy. Trời ơi. Dạ 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 dạ, dạ, dạ ông ơi ông ơi. Gì ông vậy ơi, con? Bác ba hỏi là bây giờ cái tai heo á là mình làm gỏi hay là mình nấu cháo? Làm gỏi đi con. Dạ 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 dạ. Trời ơi trời. Thiệt mà thằng này nói đúng mà. Dạ 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 chuyện ông ơi nữa? Ông ơi dạ 5 mâm của ông xong rồi. Xong rồi hả? Dạ. Dạ thưa ông, dạ 5 mâm nó xong xuôi à, đủ món đàng hoàng à. Dạ. Dạ nướng xào luộc cái đồ có đầy đủ. Dạ. Dạ. Ba Phi cho ông hỏi cái thằng ở nhà mày còn heo đó không? Dạ cũng còn miếng để dành ăn cả năm nữa là cũng chưa hết nữa. Dạ. Dạ. Mai mốt còn mày để cho tao miếng nha. Dạ, bữa nào con mời ông xuống dưới nhà con đi, con nấu cho ông ăn. Đặc biệt thịt heo này đó, con muốn nấu thành gà là nó thành gà, mà muốn thành vịt là thành vịt, thành cá thành cá, thành tôm mà. Trời ơi, heo này nó ghê vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, con giỏi quá Ba Phi ơi. Dạ, ông cho ông xin 20. À, không quên. Nè, 20 của con nè. Dạ, con cảm ơn ông, con về. Dạ, bác ba. Ông nói không phải khen nữa chứ. Cúc giật thắng được nói gì thiệt không? Dạ. Có miếng thịt chút xíu á. Dạ. Còn nó nấu 5 mâm. Dạ đúng rồi. Con có nghe lời ông dặn con theo sát nó không? Dạ có chứ ông. Con theo sát hả? Từ đầu tới cuối luôn. Rồi miếng thịt đó nó làm sao mà ra nhiều băng như vậy, con nói ông nghe coi. Dạ thì bác ba dặn con á là bây giờ mình treo cái miếng thịt heo như thế này nè. Đó xong mình mài dao é, xong rồi mở cái chuồng heo ra. Xong rồi mình bắt những cái con heo mà mập nhất bự nhất ra mừng. Trời ơi dạ nó mở chuồng heo của ông. Dạ đúng rồi, nó bắt những con heo đó ra. Dạ đúng rồi. Nó làm gì? Mừng thịt làm 5 mâm đó ông. Trời ơi trời. Dạ. Tại sao mày ngu vậy? Ông kêu mày theo dõi nó mà tại sao mày để cho nó bắt heo của ông nó làm lên như vậy? Ủa con đâu có biết đâu. Tại vì ông dặn con á là theo bác ba từ đầu tới cuối, là bác ba biểu cái gì là con làm cái đó, không có được cãi lời. Nên là con đâu có cãi lời đâu. Bác ba kêu con mở chuồng heo là con mở chuồng heo luôn. Trời ơi chết tao rồi mày biết không? Mày có biết mày hại tao rồi mày biết không? Thằng Ba Phi,
mày chơi tao một vố rất nặng. Được, mày hẹn tao qua nhà mày hả? Tao sẽ qua nhà mày, tao ăn một bữa ngập mặt cho mày biết.